sản phẩm này nó có ưng ý với bác không? Nói chung là cái này là bác ưng ý. Vâng. Sang trên mạng tôi thấy là ưng ý, cho nên là mặc dù ở xa bác vẫn bác rất tin tưởng. Vâng. Mong kê vào đây trong không gian nó phòng thờ nó uy nghi hơn. Nó đẹp đúng không? Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng ở những ngày tháng 10 năm 2020 và chúng tôi vừa bàn giao gia đình nhà bác Anh ở tại thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh, một chiếc sập ngũ phúc kích thước là 1m6 x 2m bằng chất liệu gỗ râu. Đây hiện tại chúng tôi vừa lắp đặt và bàn giao trên tầng 3 cũng như là vào cái không gian phòng thờ nhà bác đây rồi quý vị nhé. Thì chúng tôi đã vượt không gian này 300 km về tận Quảng Ninh, từ Phú Thọ về Quảng Ninh để bàn giao chiếc sập cho bác. Rất là có thiện chí mua và ủng hộ cơ sở chúng tôi. Đây, trước mặt quý vị đây là chiếc sập đây. To thế. 1m6 x 2m. Đây tôi có quay lại chi tiết một vài chi tiết chiếc sập như là phần dạ này được đục cả ngũ phúc chám mai quý vị nhé. Chân 20. Tôi cũng giới thiệu khá nhiều rồi. Mặt là mặt hai lá. Đây là không gian phòng thờ nhà bác. Đây là tổng thể không gian phòng thờ rất là đẹp. Đây là cái sân bên mình đẹp. Như là đây trên tầng 3 vậy này. Trên tầng 3. Vừa vận chuyển đến tầng 3 xong. Bác rất là tin tưởng ủng hộ cơ sở, mặc dù là rất là xa quý vị nhé, rất là xa bác không đến được người xem được, bác xem những clip chúng tôi làm ở trên YouTube, bác rất tin tưởng và đặt hàng từ xa. Ngay là kê và bàn giao đây. Bác là bác Anh nhỉ? Vâng. Thì hôm nay cháu bàn giao cho bác cái sập thì bác cho cháu xin ý kiến nhé, nhận xét xem là cái sản phẩm này nó có ưng ý với bác không? Nói chung là cái này là bác ưng ý. Vâng. Sang trên mạng tôi thấy là ưng ý, cho nên là mặc dù ở xa bác vẫn bác rất tin tưởng. Mong kê vào đây trong không gian nó phòng thờ nó uy nghi hơn. Nó đẹp đúng không? Thế cháu rất là thay mặt cơ sở là cảm ơn bác nhé, rất tin tưởng ủng hộ cháu. Đây là các cháu cũng sợ đây này, nhưng mà cũng bác thì bảo cứ yên tâm. Vâng ạ. Mà nếu mà đến đây rồi nhiều người đến xem rồi bác sẽ giới thiệu. Vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng ủng hộ cháu. Cháu sẽ bảo với cô cháu là tôi chứng thị trường Vân Đồn này giá nó phải chăng người ta sẽ có. Vâng. Ở chỗ cháu còn có đóng bàn thờ. Có bác ạ, có nhiều lắm, bác cứ liên hệ với cháu là cháu gửi ảnh hoặc ấy cho bác, thoải mái rồi. Cái kê và không gian này rất là đẹp luôn, luôn. Đẹp xấu rồi. Nhìn nó mini hẳn lên. Đây là bác. Nếu tới khi còn chú chưa chú là sẽ lấy cái đấy chú gọi bác cũng mua rồi, bác sợ nó tâm cho chở hai cái. Quý vị nha, mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám này, chúng tôi có địa chỉ tại Ngũ Phúc Cái Mai. Đúng rồi, Ngũ Phúc Chám Cái Mai, năm con rơi với lại có hình ảnh chám ấy, Cái Mai. Và chúng tôi có địa chỉ tại Văn Phúc Cẩm Khê Phú Thọ và số điện thoại là 0987 510 816, website là đồ gỗ Tùng Tám .com. Rất cảm ơn mọi người nhé, rất cảm ơn mọi người và gia đình nhà bác Anh rất là tin tưởng ủng hộ chúng tôi.